chào cả nhà. Hôm nay sáng ra, hôm nay trời nắng nóng lắm cả nhà. Sáng ra hái mấy trái dâu. Dâu em bữa nay chín nhiều lắm cả nhà ơi. Quá trời trái luôn. Rồi hái mấy trái cherry nữa. Rồi bữa em quay cho cả nhà xem á, cherry nhà em á trái quá trời trái mà bây giờ chim nó ăn hết còn có mấy trái cả nhà ơi, buồn lắm luôn, nhưng mà đành chịu thôi. Mình trồng cây mình cũng chia sẻ cho chim với chứ. Thôi cả nhà cùng hái dâu với em ha cả nhà ha. Nè cả nhà, quá trời trái chín luôn, hái đã tay luôn cả nhà ơi. Đấy, cái này là hai cái chậu này là em trồng sao á cả nhà, giờ có trái chín. Trời ơi, bữa nó chín nhiều quá em hái không kịp, giờ nó hư rồi nè cả nhà. Đó, hư hết trơn. Cũng ghê. Ôi trái này cũng hư luôn rồi. Nó chín quá nó hư hết. Bởi vì hổm rày em bận quá. Tại bận lo làm cái video clip cho ngày của cha đó. Lo làm cái video đó mà em không có được ra vườn. Mới bữa nay được rảnh rỗi một xíu ra vườn hái dâu thôi. Để nó chín quá nó hư hết uổng lắm. Cái này cũng hư nữa nè cả nhà. Bữa chín ngon quá trời, giờ nó chín quá nó hư. Mấy ngày mưa nữa, mưa tầm tã luôn cả nhà ơi. Mưa gió bão bùng bởi vì đâu có ra hái được đâu. Qua bên kia nữa cả nhà. Đây nè cả nhà. Đó. Trái quá trời cả nhà ơi. Trái to nè. Hồi nãy em mới tưới nước xong á. Đó, thấy ham hả cả nhà ha. Bữa nay được cái vỏ nhỏ nhỏ xinh xinh cưng lắm. Thấy không cả nhà? Trời ơi, thơm quá, chín, chín thơm quá. Cái trái này nó bự bự nè mà nó không có được ngọt lắm đâu. Nó chua, bữa em ăn thử rồi nó chua lè, chua lét luôn. Chua mà lạc. Trái nhỏ xíu à. Ở trên trồng chung với cái xà lách đó cái nhà, nó không nó bị xà lách chèn ép, nó không có trái to được. Còn cái chậu này đựng trái ngộ ghê hết, strawberry bị biến dạng nè cả nhà ơi. Hồi nãy cái chậu ở trên này á sót hai trái nè, trái to ghê luôn á nè, sợ quá. Ừ, nó nằm bên hông á, mình không thấy. Hả? Đã quá. Ở đằng này nữa nè cả nhà. Cái nè cả nhà ơi. Đây nữa nè. Quá trời trái luôn cả nhà thấy không? Đó. Trái cũng lớn lắm á. Nè. Cái loại dâu này khác nữa. Này giống dâu bạch tiết mà tới chừng nó chín mùi nó như vậy nè, còn nó mới chín là nó trắng hột, nó màu đỏ. Em để cho nó chín mùi nó đỏ luôn, đỏ hết luôn. Ui.
cho cả nhà xem ha. Nè cả nhà. Đó. Nó như vậy á, chá không cả nhà. Đó. Hột nó đỏ vậy đó. Để em ăn thử nha cả nhà. Để em ăn thử cho cả nhà xem trái này nó ngọt không. Chứ em cũng chưa ăn nữa. Lần đầu tiên nó ra trái cả nhà ơi. Nè. Nó chua. Mà nó giòn. Mà nó thơm á. Ngon ha. Trời ơi rớt rồi cả nhà ơi. Thôi, hái dâu tây xong rồi mình nhổ củ dền ha cả nhà. Củ dền này là dền trắng, dền trắng với nó lai á, trắng trắng đỏ chứ. Đấy. Nó chưa lớn đâu mà em nhổ cho nó trống chỗ cả nhà ơi. Đó. Đã ha cả nhà. Cũng ok. Cái nào to ta. Không to lắm nhưng cũng được. Ha cả nhà, cũng được ha. Để nhổ đi để làm cái gì. À, vậy cũng được rồi. Đã quá tất cả nhà ơi. Ồ, cái củ này to nè. Ui, cái này to lắm nè. Wow. Khổng lồ. Khổng lồ luôn cả nhà ơi. Củ này khổng lồ luôn. Trời ơi, đã quá. Ơi. Củ khổng lồ. Củ này cũng được nè. Có củ nào khổng lồ nữa không ta? Xem củ này có khổng lồ không? Ồ, củ này cũng dừa. Đấy, đó đó. Củ này nè. Thêm một củ khổng lồ nữa. Nè cái nhà. Lần đầu tiên em trồng củ giờ nó cả nhà ơi. Ui cái này to nè. Củ này to nè cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Trời ơi, siêu to siêu khổng lồ luôn cả nhà. Đó. Cả nhà thấy không? Đó. To luôn. Cả nhà ơi, xong mình nè. Mình hái cải nè cả nhà. Cái của em nó lớn rồi cả nhà ơi. Này trồng lâu rồi chưa thu hoạch luôn á cả nhà. Hái mấy cái lá già bỏ. Mấy cái su hào của em này cả nhà. Đó, nó tốt dễ sợ luôn. Trời ơi nó giòn cả nhà ơi. Nó giòn á, hái rộp rộp luôn. Hái cải này để xào mì cả nhà. Xào mì ngon lắm. Cải này cải pháp choi á. Cải thìa loại lớn cả nhà. Đó. Nè, cải thìa loại lớn. Lá nó lớn gì nè.
Trời, bữa nay nắng nóng lắm cả nhà ơi. Mới giác sáng thôi mà nắng nóng thật quá trời luôn. Năm nay thời tiết kỳ lắm cả nhà ơi. Hồi nóng thiệt nóng, hồi lạnh thiệt lạnh. Không thể nào lường được. Nghe nghe tin tức nói mấy cái tiểu bang miền Nam nước Mỹ với miền Tây nước Mỹ hạn hán tội luôn. Nó nói hả, nắng nắng nóng tới 120 mấy độ. Ôi, nắng kiểu đó chết người cả nhà ơi. Nóng hơn Việt Nam nữa đó. Ở đây từ này cũng nóng lắm nè cả nhà. Tiểu bang mình là lạnh á. Ngày xưa hồi xưa ha, ở mười mấy năm trước hả, tháng này vẫn còn lạnh đó cả nhà. Mà năm nay á, được nắng nhiều á, nóng mùa hè càng ngày càng nhiều hơn. Mười mấy năm trước hả, là mùa hè được mấy ngày à, còn mấy ngày kia toàn là mưa lạnh te tua luôn. Bây giờ được mùa hè lâu hơn, càng ngày càng lâu hơn, nó chứng minh là thời tiết càng ngày càng nóng lên đó cả nhà. Thời hái cải đã luôn á. Ui, mấy con sâu cả nhà ơi. Em kiếm cái gì để cả nhà ơi, ra hái cherry ha. Còn mấy trái cuối cùng hái cho hết cả nhà ơi, để chim nó ăn cũng vậy à. À, hồi trước trái quá trời trái luôn mà chim nó ăn sạch luôn cả nhà. Chim hay là con gì nữa nó ăn hả, chừa lại cái hột không à. Nhìn ở dưới đất hột hả, láng o luôn. Giờ còn mấy trái cuối cùng nè cả nhà, cho cả nhà xem. Đó, đó, một trái đó với hai trái. Hai trái ở đây. Đó, dưới một trái ở đây. Đó, cả nhà thấy nó tàn nhẫn không? Con này nó ăn sạch, nó chỉ chừa em được 4 trái, 5 trái gì thôi á cả nhà. Đó, bởi vậy em nói ủa, năm nào thấy nó cũng có trái nhưng mà tại sao nó không đậu ta, đâu biết là nó ăn đâu. Nó đậu mà nó không ăn á, tại vì nó ở cái cây cherry này nó ăn sau nhà em ít ra làm sao á. Em không có để ý, nó chừng ra mình canh tới tới ngày giờ mình ra hái thì thì nó không có cái gì để hái hết, còn một vài trái để hái thôi. Nhưng mà cũng hơn năm nay cũng được 5 trái để hái cũng đỡ cả nhà ơi. Đó, nhờ năm nay em quay video em mới biết là nguyên nhân vì sao á cả nhà, tại vì em hay ra thăm á, giờ em biết rồi, mỗi mốt em sẽ làm cái lưới em bao lại đừng cho nó ăn. Giờ hái trái trên này ăn thử. À, đó, thử coi nó ngon không nghe cả nhà. Mời cả nhà nha. Ngọt. Ngọt quá trời luôn cả nhà. Ngọt lắm luôn. Để em leo lên em hái mấy trái còn lại ha cả nhà. Leo lên không biết gãy cành không ta. Em nghĩ cho em khỏi cần leo, em dưới nó cũng tới. Yeah. Nhắc cái này luôn cho nó đẹp. Được một trái đây đến nè. Cái cây này á cả nhà, một cây nó là mấy loại lận á. Bông cải trắng luôn cả nhà ơi, để cái con gì nó ăn hết rồi nè. Trời, quên đem dao chứ. Nó nhỏ luôn đi, nhỏ trời.
cả nhà. Đó, bông cải trắng đã ha cả nhà ha. Rồi xong ngắt mấy cái bông cải xanh, mấy cái cọng bông cải xanh luôn để trộn vô mì xào á cả nhà. Tướng hái rau bá đạo ghê này. Ở chỗ này nó chật quá, vô đứng không được, phải đứng kiểu này thôi. Để nó già hết này. Trời ơi, hái nghe sột, nó giòn dễ sợ luôn. Bông luôn rồi. Nhắc luôn đi. Cái bông là cái gì? Cũng được nhiêu đây á cả nhà. Ha. Giống như củ su hào vậy đó. To ghê luôn á cả nhà. Đó. Hồi lúc em mua là nó có củ rồi. Nhưng mà củ nhỏ. Này, củ nhỏ xíu giống vậy nè. Đó, mà hai củ này nó đột biến, nó to gì đó cả nhà. Đó. Giờ em kiếm coi củ nào to. Ú, củ này cũng to nữa nè. Yeah. Được mấy củ to luôn. Ú, củ này cũng to nè cả nhà. Đã quá. Coi còn củ nào to nữa không? Đây, củ này. Ừ, củ này cũng được. Ok. Ô, chỗ này nè. Ô, củ này to quá trời luôn. Trời ơi, củ này siêu to, siêu khổng lồ luôn cả nhà ơi. Ôi, đã quá. Đây, ô, củ này nhỏ xíu à. Ô, nó bị hư rồi. Nó bị... Trời ơi, con gì ăn á. Nó bị nứt rồi, hư rồi. Ú, củ này to nè. Yeah. Đã quá. Ừ, củ này cũng to nè cả nhà. Củ này nhỏ. Nó bị nứt hết cả nhà. Nó không có phát triển. Ừ, qua đây coi. Ôi trời, cái này không có củ luôn trời. Ok. Ôi này củ nhỏ. Cái nhỏ cho hết đi. Đó. Ui củ này cũng to nè cả nhà ơi. Ui củ này cũng được. Wow, đã quá cả nhà ơi, đã quá. Nè cả nhà ơi, đây thành quả của ngày hôm nay thu hoạch được nhiêu đây nè cả nhà. Cải thìa trắng, rồi củ dền đỏ lai trắng, rồi cái này củ cải tím, rồi cái này là bông cải xanh, bông cải trắng ha, súp lơ á cả nhà. Còn đây là mấy trái dâu hái với cherry, được mấy trái á cả nhà. Đó, thành quả của mình ngày hôm nay được nhiêu đây á cả nhà. Cả nhà ơi, nãy giờ hái đã tay luôn cả nhà ơi. Khoái nhất là cái củ cải tím này nè. Đó, với cái củ dền đỏ trắng. Rồi cải. Đó, ăn ngập mặt luôn cả nhà ơi. Cải này để làm xào mì. Còn này để nấu canh hoặc là xào đồ ngon lắm cả nhà, luộc ăn không cứ ngon nữa. Còn này thì em chưa từng ăn bao giờ nha, em không biết. Nhưng mà thấy nó đẹp em mua, không ngờ nó củ to vậy luôn á cả nhà. Bình thường á là cái củ nó nhỏ cỡ này thôi, không ngờ củ nó to vậy luôn á cả nhà. Đó, không biết ăn nó làm sao. Để
Để lát nữa em đem vô trong nhà em rửa sạch sẽ, em sắp ăn xem nó mùi vị nó như thế nào hay cả nhà ha. Cả nhà ơi, bây giờ video của em cho em xin tạm dừng ở đây ha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều đã dành thời gian xem video của em. Nếu cả nhà thích video của em, cho em xin một cái like, một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh ha cả nhà. Ok, hẹn cả nhà video tiếp theo. Yêu cả nhà nhiều, cảm ơn cả nhà nhiều nhé, đã ủng hộ kênh của em. Ok, bye bye cả nhà ha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ ha. Ok, bye bye.